Vào tối 25 tháng 3 tới, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội Tù Xanh sẽ chính thức diễn ra tại tổ hợp giải trí New World xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Sau khói chính của lễ khai mạc đang hoàn thiện các công đoạn cuối. Việc hiệu chỉnh âm thanh, ánh sáng, lắp đặt các kháng đài, bố trí các khu vực phụ trợ, công tác chỉnh trang môi trường, vệ sinh, cảnh quan khu vực đã và đang được khẩn trương thực hiện đúng tiến độ. Tại quán trường Bikini Beach thuộc Nova World Phan Thiết, Toàn bộ khu vực được chia làm 3 phần gồm sân khấu chính, khu vực đại biểu khách mời và khán đài dành cho người dân du khách. Tại sân khấu chính, các công đoạn thi công như lắp ráp khung gầm, cấu trúc màn hình cỡ lớn ở khu trung tâm và hai bên cánh gà, lắp đặt bảng điện tử, hệ thống âm thanh ánh sáng, bố trí lối đi cho đại biểu khách mời, diễn viên ca sĩ gần như đã hoàn thành. Các công đoạn cuối như đấu nối tín hiệu truyền dẫn, kiểm tra âm thanh ánh sáng, trang trí sân khấu đang được các kỹ thuật viên hoàn thiện. Khán đài dành cho người dân và du khách có sức chứa dự kiến 4.000 chỗ đã hoàn thành việc lắp đặt. Riêng khu vực đại biểu, khách mời với 1.700 chỗ vừa hoàn tất khung gầm mặt bằng, đang dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị lắp đặt ghế ngồi trong vài ngày tới. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia dự kiến sẽ áp dụng các công nghệ biểu diễn tiên tiến và thu hút rất đông người dân du khách thưởng lãm. Do đó, các đơn vị truyền dẫn sóng di động cũng tăng cường thiết bị, nâng cấp dung lượng truyền phát nhằm phục vụ nhu cầu của ban tổ chức cùng đông đảo nhân dân và du khách. Về phía Nova World Phan Thiết, đơn vị đã tổ chức các đội bảo vệ túc trực 24 trên 24 để đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình thi công sân khấu, khán đài, lắp đặt thiết bị, bố trí các khu vực kỹ thuật, tăng cường chỉnh trang các mảng xanh, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải xung quanh khu vực quảng trường, làm sạch các bãi tắm nhằm chuẩn bị tốt nhất để chào đón các đại biểu, nhân dân và du khách đến với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận, Hội Tụ Xanh.